Kênh YouTube Đồ Xưa Lợi Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa nha. Xin chào anh ơi. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Hôm nay thì em có lên một số tác phẩm để giao lưu và báo giá cho bà con mình trên mọi miền tổ quốc nha. Thì hôm nay có tủ bài đồ lỗ cẩm cho bà con, ghế đu đưa, sạp ba thành và bộ bàn ghế bắp nha. Để giao lưu cho bà con mình qua số điện thoại của em 0772 8772 78. Em ở tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Long Môn, thành phố Cần Thơ. Và em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã ủng hộ em những cái clip vừa qua rất là nhiều nha. Thì đầu tiên mã số 1N, một cây ghế đu đưa gỗ cẩm lai nha bà con. Thì cây này em cũng vừa sưu tầm về thôi. Ở cây vừa rồi thì em cũng đã giao lưu rồi. Cây này bà con mình xem nha, quăng gỗ đều là tự nhiên, được chạm chỗ nha bà con. Đó, chạm là ở trên mặt trên này là tích là những con dơi, tượng trưng cũng như là cho chữ phúc nha. Đó, cũng mang tính chất là ý nghĩa nha. Đó, văn gỗ đều là văn tự nhiên hết. Còn mình xem dùm em, hàng sạch sẽ lành tích toàn bộ nha. Những mặt hàng như thế này thường về là em đã đánh vật ni đó, cho nó sạch sẽ và con mình về mình xài sử dụng được luôn. Ở bên dưới này là một cái massage chân này nha. Đó, bà con của mình xem dùm em nha. Cái này thì mình có thể bật lên bật xuống được bình thường. Đó, mình có thể bật dựa để mình ngồi bình thường nha. Đây. Đó, bật cái độ hết là mình có thể nằm dựa luôn đó nha. Nếu mà em đo tổng cái chiều dài độ xéo luôn là nó tới 170 củ bì nha bà con. Chiều rộng hai cái tay củ bì luôn là khoảng 72. Đó. Cái này cao lên là như thế này, nó cao là khoảng là 95 đi. Nếu mà bật cao lên thì hơn 1 mét. Hai bên hai cái bánh xe cũng làm rất là đẹp nha, chạm hoa văn chi tiết nha. Đó, bà con của mình có thể xem rõ ràng kỹ càng hơn qua cái Zalo điện thoại bên em. Xoay cho em qua mặt sau cái này. Đó. Đây bà con mình xem nha. Đây mình bật lên như thế này thì sẽ lên mình ngồi nó thoải mái nữa. Đó, bà con của mình xem giùm em. Đó, đều là quăng gỗ cẩm lai tự nhiên hết nguyên con, về bà con của mình có thể test hàng lại nha. Đó, em bao cho bà con mình kiểm tra hàng. Những cây như thế này thì bà con mình xài rất là bền, rất là lâu nha bà con. Đó, thì cái ghế đu đưa này em giao lưu cho bà con mình giá chỉ là 11 triệu thôi nha. Có 11 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó, giá này là em bao ship toàn quốc nha. Còn bà con mình ở gần khu vực miền Tây em thì giảm chút đỉnh cái phí ship để cho bà con của mình nữa nha. Đó. Rồi đến với mã tiếp theo số 2N là một cái bộ tranh tích tứ quý nha bà con, tùng trúc cúc mai. Đó. Được khảm ở trên là tích bát tiên, tám vị tiên nha. Đấy bà con mình xem khung tranh cũng được giả trúc rất là đẹp. Chất liệu này là gỗ gõ nguyên con nha. Đó, khung tranh giả trúc, ốc là ốc vàng tranh. Đó, bộ này 4 tấm mà con mình bắt lên tường nhìn nó rất là đẹp nha. Thì khi em để bên đây cái phông phía sau á, mình nhìn nó bị nó không có rõ không. Đó, cho nó là hiện diện ra cái bức tranh này. Với cái chiều cao tổng em đo là 120. Chiều ngang là nó rơi tầm khoảng là 36 nha. Lọt lòng khung tranh là tầm 30. Đó, dày khung tranh là khoảng hơn gần 3 phân. Bên ngoài được giả trúc chạm trúc rất là đẹp nha, tùng trúc cúc mai. Đó, ván phía giữa là liền lạc lành tích nha bà con. Đó, bà con của mình xem giùm em nha. Những cái bộ này rất là đẹp, rất là đáng sưu tầm luôn á. Nó không chê vào đâu nha. Đó, hàng thì không hề lỗi lầm nha bà con. Hàng đã qua thời gian 5 tháng, ốc vàng chanh. Đó, bà con của mình xem mặt sau lưng đây. Đó, gia cố chắc chắn liền lạc hết nha. Bộ này em giao lưu cho bà con của mình nha. Đó, có giá là 10 triệu rưỡi, 10 triệu 500 ngàn nha. Bên em bao ship cho bà con của mình là toàn quốc luôn. Đó, bà con của mình về mình bắt lên tường giúp em. Và đến với mã số 3 thì em có một cái cây tủ bài đồ. Ở tủ bài đồ này thì cái này là hai cây chứ không phải có một nha. Hai cây mình ráp ra thành cũng như là nửa bằng chăn. Đó, rất là đẹp. Đây. Đó, thì chất liệu này của nó cũng là gỗ cẩm luôn. Bà con mình trưng bày á thì hai bên nhà của mình là phòng khách hai bên, hai cây hai bên thì rất là đẹp. Hoặc là mình cũng có thể mình trưng là nó kẹp vào với nhau. Đó, thành một cái cây vòng tròn luôn nha. Đó, em để cho thế bà con mình có thể xem hình dung ra được nha. Và đặc biệt của nó là nguyên con gỗ cẩm hết nha bà con. Hàng đã được vặt ni lên nha, sạch sẽ nha bà con. Đó, rất là đẹp luôn nha. Cái này hoàn toàn nó đều gáp bằng mộng thôi. Đó, bà con mình xem nhiều khi nó hơi hở chút xíu, mình chỉ cần mình xử lý nhẹ vào thì nó sẽ khớp lại thôi nha. Nó hoàn toàn đều bằng mộng hết. Với cái chiều cao nha, chiều cao của cây tủ này thì em đo lên tới cái đỉnh trên luôn đó là 188. Đó, 188 nha. Chiều ngang một cây thì em đo khoảng là 84 nha bà con. Đó, chiều ngang mỗi một cây là 84. Đó, bà con của mình trưng bày thì hai cây mình có thể cho nó thích lại nhau hơn thì nó hoàn thiện nha. Đó. Tổng cái chiều dài như thế này thì nó rơi tầm khoảng là 170. Ở 170 phủ bì. Chiều sâu lọt lòng ra là khoảng gần 30 phủ bì nha. Đó, đều là gỗ cẩm toàn bộ hết nha. Những cái vòng cung chân này cũng rất là to lớn nha bà con. Những cái này mình bày đồ thì rất là đẹp rồi. Nó cũng đều có những chỗ nó gấp bằng mộng không nha. Đó.
đây cánh cửa, hộp cửa, hộp tủ bên dưới đi nha. Đó, bà con của mình có thể xem và tham khảo thêm. Nếu bà con mình xem không rõ, nghe không kỹ thì kết bạn Zalo bên em hỗ trợ tư vấn thêm cho bà con của mình xem thêm, cũng như về vấn đề hình ảnh hoặc video, hoặc bà con của mình có thể đến trực tiếp nơi của em là ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Bà con mình xem người thực vật thực hơn nha, chính xác hơn. Thì cái tủ trưng bày gỗ cẩm lai này em giao lưu với bà con mình giá là 36 triệu nha. 36 triệu là bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Còn một cây thì bà con mình có giao lưu là 18 triệu nha bà con. Đó, nếu bà con mình lấy một cây nha. Đó, cây này nó trong gỗ cẩm cho nên giá trị nó sẽ cao hơn những cái loại gỗ khác nha. Rồi đến với mã số 4N là một cái cây sạp nha bà con. Đó, sạp 3 thành chất liệu là gỗ cỏ, ốc vàng chanh theo thời gian nha. Cây này nó trung hàng cũng theo thời gian vài chục năm thôi. Đó, bà con mình xem mặt là mặt đá dân mây. Đó, rất là đẹp nha bà con. Cây này cũng đều ráp hoàn toàn bằng mỏng hết thôi. Đó, cái thành phía sau lưng này rất là chắc chắn, rất là dày nha. Đó, rất là cứng. Cây này nói chung là cũng cái thành này cũng khá cao. Đó, đây để em đo cho bà con của mình luôn nha. Với tổng cái chiều cao thì em đo nó lên tới khoảng là 135 nha. Đó, 135 là tổng cái chiều cao. Còn chiều dày thành này tới 4 phân luôn nha bà con. Thành mà dày tới 4 phân luôn nha. Đây, tổng cái chiều ngang phủ bì luôn nha. Phủ bì là 115. Đó, chiều ngang thế này là phủ bì 115. Đó, và cái chiều rộng ra, chiều rộng ra em đo phủ bì trước cho bà con của mình có thể tham khảo. Nó lên tới là 1m75. Đó, nếu mà chiều rộng phủ bì còn lọt lòng nha, lọt lòng cái chiều ra như thế này đó thì nó rơi tầm khoảng 170. Còn cái chiều ngang lọt lòng luôn cho bà con của mình hình dung cái được không nha, là nó 2m06. Đó, 2m06 nha, là lọt lòng. Những cái thớt này đều là gắp bằng mỏng hết. Đó, bà con của mình xem giùm em. Chiều cao lên từ vị trí mặt đất tới sạp là 53. Đó, chân này dày nhất là khoảng 15 nha. Đó, 15. Chân là đầu lăn đuôi cá nha bà con, rất là đẹp. Đó, được cẳng ở trên này những cái ốc và những cái tích tứ quý nha. Đó, tùng trúc rất là đẹp nha bà con. Đó, luôn cả chìm bên dưới luôn, nó cao bao gồm cả cái bực cho bà con của mình bước lên luôn nè. Đó, chiều dài cái bực này em đo là 128 nha. Chiều ngang của bực thế này là khoảng là 32. Cao của bực lên là khoảng 16 nha. Đó, giao lưu thì em kèm theo cái bực cho bà con của mình luôn. Đó, rất nhìn rất là sang và lực lượng nha bà con. Đó, hàng thì làm tích liền lạc nha, vệ sinh sạch sẽ. Đó, bà con của mình có thể qua Zalo bên em hoặc là liên hệ bên em sẽ tư vấn thêm cho bà con của mình xem kỹ càng rõ ràng hơn, cũng như vì cái sạp lớn như thế này. Đó, thì bên em cũng bao ship cho bà con của mình là toàn quốc luôn và bao lắp ráp tận nhà. Đó, bà con của mình xem rất là đẹp nha, bao gồm cái kệ bạc luôn. Đó, cây sạp ba thành này em giao lưu cho bà con mình là có giá là 56 triệu nha. Đó, 56 triệu bao lắp ráp, bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Đó, có cả cái bực mình bước lên bước xuống luôn nha. Đó, và đến với mã số 5 là một cái bộ quách nha. Bộ quách này thì nó có hai cái ghế và một cái bàn đôn. Đó, hình bán nguyệt, bình thường mình để dưới tường á, mình ngồi uống nước trà. Đó, nhìn rất là đẹp và lịch sự nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Chất liệu cũng là gỗ gõ mặt đá tàu nha bà con. Chiều cao của cái bàn này là 78. Chiều ngang của bàn là khoảng 76 nha. Và chiều rộng ra là nó lên tới khoảng là 38. Đó, rất là đẹp nha. Chạm chi tiết cho bà con mình xem đây. Đó, đó bà con mình xem chạm hoa mai rất là đẹp nha, chim hoa. Đó, chân cũng rất là dày. Đó, những cái chân móng luôn á. Đây, còn ghế thì chiều cao em đo bà con mình luôn khoảng là 95 chiều cao. Chiều ngang cái chỗ rộng nhất là khoảng là 46. Chiều ngang vị trí ngồi thế này là nó tầm khoảng 40 đi. Đó, bà con mình xem ngồi rất là thoải mái luôn nha. Đó, bà con mình xem chạm kiểu đơn giản thôi. Đó, chim hoa thôi. Đó, con mình xem giùm em nha. Thường mình đặt ở những vị trí cặp vách đó, mình ngồi mình uống trà. Đó, rất là đẹp, hai ghế và một bàn. Bộ này nguyên một bộ như thế này em giao lưu giá 12 triệu nha. 12 triệu là bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình. Còn bà con mình ở khu vực miền Tây của em, gần đến nơi khu vực của em giảm chi phí lên cho bà con của mình chút đỉnh nha. Thì ship đi xa thì phí ship rất là cao, cho nên bà con mình ở xa cũng thông cảm nha. Đó. Rồi đến với mã tiếp theo, số 6N là em có về được một củ cốc nha, cốc thiềm thừ rất là đẹp nha bà con. Đấy, bà con mình xem, đặc biệt cái này là nu. Đó, nguyên một khối gỗ nu ngọc nghiến, nguyên liền nguyên khối chạm đục ra. Đó, không hề ghép chỗ nào nha. Đó, bà con của mình xem cái phôi này rất là đẹp, không chê vào đâu nha bà con. Đó, cốc thì ngậm su đây. Đó, bà con mình xem nha, rất là đẹp. Phôi này cũng khá nặng nha.
Đó, ở trên này nó giống như là những cái cây mà đào tiên vậy đó nha. Đó. Với chiều cao tổng em đo là 19, đường kính cái ngang thế này là khoảng 42 nha. Đó, cái quầng tổng thế này rất là lớn, tới 124 lần. Đó, cao chỗ cao nhất là 19. Đó, một con mình xem rất là nặng. Đó, đây, con mình xem giùm em nha. Đó, để gỗ rồi nha bà con. Nu nghiến nha bà con. Kho này em giao lưu giá 4,5 triệu nha. 4,5 triệu, gốc hiệp thừ thì cũng mang cái tính chất phong thủy, tiền tài tài lộc vào cho gia đình của mình. Mã số 7 thì em có một cái kệ tam sơn được khảm ở trên này là tích là bà con mình xem nha. Nó này là Long Phụng. Đó, hoặc là sông Long Trầu Nguyệt, các bà con mình xem. Ốc thì theo thời gian khá lâu rồi. Nói chung mấy cái này thì có tuổi đời sâu hết nha. Chiều cao em đo là 17, chiều dài khoảng 51, chiều ngang 15. Đó, bà con mình về kê đồ, đó, mình trưng đồ nha. Cái này em giao lưu giá 1,3 triệu thôi. Đó, 1,3 triệu nha. Rồi mã số tiếp theo là một cái kệ lớn nha. Cái kệ tam sơn này to bằng gấp 3 cái vừa rồi luôn, bà con mình xem giùm em. Tổng cái chiều dài này của nó lên tới là em đo như thế này, đường chim bay là khoảng 88. Chiều rộng ngang cái chỗ lớn nhất là khoảng 30, còn bên dưới là khoảng 26 nha. Cao lên là 28. Những cái như thế này bà con mình để những cái bộ lư lớn, đỉnh lư lớn, lư trúc này kia đó thì cũng rất là rộng. Bên trước thì cũng khảm là tích tứ linh. Đó, rất là đẹp, long lăng quy phụng nha bà con. Đó, bà con mình xem nha. Đó, ốc vàng chanh gỗ gõ, cái này những cái này thì khá xưa hết nha. Đó, tứ linh, long lăng quy phụng. Cái kệ này em giao lưu giá 2,8 triệu nha. 2,8 triệu nha bà con. Một cái kệ lớn luôn đó nha. Mã số 9 lên nào thì em có một cặp bình tích sen vịt nha. Bình này là hàng gốm Biên Hòa xưa. Đó, em còn một hai đôi, hôm nay em thanh lý cho bà con của mình luôn. Đó, hàng này nói chung cũng đưa đời 40-50 năm. Đó, cái lô vừa rồi thì em đã giao lưu. Đó, chỉ còn được một hai cặp này nữa thôi. Hôm nay em để cái giá sale cho bà con mình luôn nha. Với chiều cao em đo là 60, đường kính miệng 26, quanh bụng bình là khoảng 89 nha. Đấy, bà con mình xem giùm em nha. Đó, một cái đôi chim nguyên ương dưới cái hồ hoa sen rất là đẹp, mang màu xanh ngọc nha bà con. Đó, gốm Biên Hòa xưa nha. Rồi, chuyển đế đây bà con mình xem giùm em. Không hề nứt mẻ hay tóc gió chỗ nào. Đó, một cặp như thế này làm tích và liền lạc, về kiểm tra hàng bể vỡ nứt mẻ cứ hoàng về cho em. Đôi này hôm nay em giao lưu bà con của mình giá là 6 triệu nha. Đó, giá em thanh lý bà con mình 6 triệu đồng luôn. Qua mã số 10 em có một cặp bình nữa nha. Thì cặp bình này á, là tích cửu ngư, 9 con cá chép dưới hồ hoa sen. Đó, rất là đẹp nha, cũng là gốm Biên Hòa xưa luôn. Đó, và đặc biệt cái bờ bình này là miệng kiểu bình hút lọc nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Với chiều cao em đo là 62, đường kính miệng là 16, hoành bụng này lên tới là 93 nha. Đó, vẽ là cá chép dưới hồ hoa sen rất là đẹp nha bà con. Đấy, hàng nó bên này cũng có cái mặt bọm, là hai bên hai mặt bọm nha. Lành tích liền lạc nha, không hề bị nứt bể vỡ chỗ nào. Đó, bà con mình xem những cái màu hoa văn người ta vẽ khắc lên rất là đẹp. Đây, đó, chôn đế một lò nha. Đó, đây một cái đôi này cao 63 nha, nhưng em giao lưu bà con mình 6,2 triệu thôi nha. 6,2 triệu, giá em bao ship bà con mình tận nhà. Mã 11 là một cặp bình tay voi, đó, gốm tàu xưa nha. Tích này là Phúc Lộc Thọ. Tổng chiều cao em đo là 44, đường kính miệng 10 phân. Hoành bụng như thế này thì nó rơi tầm khoảng là 48. Đó, bà con của mình xem rất là đẹp nha. Đó, men này là men gẹn, hàng thì làm tích nha bà con. Nó chỉ có còn dơ bụi thôi, chưa có lau chùi thôi nha. Chuyển đế một đế đây. Đôi này em giao lưu cho bà con của mình giá là 2,6 triệu thôi nha. 2,6 triệu nha bà con. Và mã kế tiếp số 12 là một cái đĩa gốm chu đậu xưa luôn nha. Đó, tích này là lão hạt. Đó, bà con của mình xem hàng này có tuổi đời nha. Đó, men nó lên cớm à, bà con mình xem rất là già. Đường kính nó lên 44 là chiều cao cả đế luôn là khoảng 46. Đó, rất là nặng nha, những cái đĩa rất là dày và nặng, hàng chuẩn vẽ tay, gốm chu đậu xưa nha. Đĩa này em giao lưu giá 1,7 triệu nha bà con, 1,7 triệu đồng nha. Và đến mã 13 thì em có hai cái chiếc đĩa cũng rất là đẹp. Tích này là tích sơn thủy. Đó, đường kính cái đĩa này thì em đo khoảng là 39 đi. Đó, bà con mình xem nha, một cái tích sơn thủy nha. Đây, chuyển đế mọc sau lưng đây nha, bà con mình xem giùm em. Không hề nứt mẻ tóc gió nha bà con. Đĩa này giá là 1,4 triệu. Đó, còn cái này là một cái tích người nha. Đó, rất là đẹp, bà con mình xem hoa văn họa tiết quẻ nhìn rất là hồn và thần thái nha. Đó, đĩa này thì đường kính đĩa này là khoảng 36 thôi, tích là da cắt lượng. Đó, chôn đế bà con mình xem mọc 6 chữ. Cái này em giao lưu bà con mình giá cũng là 1,4 triệu luôn đi nha, 1,4 triệu. Mã 14 là em có một cặp bình voi. Đó, bình voi hai con thì nhông rất là đẹp nha, tuổi đời khá già. Đó, với cái chiều cao em đo 15, hoành bụng này và khoảng 37 nha. Đôi này rất là già nha, trên
trên nắp này thì có hai con kỳ nhông nè bà con mình xem, rất là già tuổi đời, hàng này mini nhìn rất là gọn, nó rất là đẹp nha bà con. Ở bên ngoài nó cái nước men nó lên rất là đẹp nha mấy thằng này nè. Đó, cặp này em giao lưu giá 700 nha, một cặp bao ship bà con của mình luôn. Và đến với mã số 15 là em có một tác phẩm này là một cây gậy như ý nha. Gậy như ý là đỉnh gồng, ở bà con mình xem giùm em nha. Hai bên là những con gồng là rất là nhiều, tứ những con gồng hội tụ nha. Với chiều cao tổng em đo là 30, ngang của nó là khoảng 31, chất liệu là đồng nha. Đó, rộng ra là khoảng là 9 khoăn đi. Đó. Đây cũng khá nặng nha bà con, khá dày và nặng nha. Đó, đồng cũ. Đó, tác phẩm này em giao lưu với bà con mình có giá là 2 triệu thôi nha, 2 triệu đồng. Đó, em bao ship cho bà con của mình luôn. Đó. Và cuối clip đồ xưa lại nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Bà con mình xem kênh thấy hay nhớ bấm like, share, đăng ký để nhận những clip mới mỗi ngày bên em. Bên em sẽ phục vụ cho bà con của mình những mặt hàng cần thiết nha. Một lần nữa cũng xin mến chào và hẹn gặp lại bà con mình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh YouTube Đồ Xưa Lại Nguyên chúng em nha.